Queen Channel mến chào tất cả các bạn. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 3. Mình đang có mặt tại một ngôi chợ ở quen thành phố Tuy Hòa. Đây là chợ Minh Đức ở Hòa Kiến, thuộc thành phố Tuy Hòa các bạn. Mọi người đi chợ sáng đi chợ rất là đông nè. Tuy nhiên là mình thấy cũng có rất là nhiều người không mang khẩu trang. Theo chỉ đạo của Thủ tướng thì bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 hạn chế tập trung đến chỗ đông người dưới khoảng 20 người. Nhưng mà các bạn thấy thực tế ở các chợ thì tập trung rất là đông người, mà phần lớn là họ không đeo khẩu trang. Và đây là một giải pháp. Sáng nay là có một nhà tài trợ đã gửi khẩu trang về cho fanpage Phú Yên Channel và nhờ mình sẽ đi phát cho những người dân ở chợ này, và đồng thời là nhắc nhở họ là khi đi chợ nhớ mang theo khẩu trang để mà phòng ngừa các dịch bệnh lây nhiễm Covid-19. Bây giờ mình sẽ vào tặng cho mỗi người mỗi cái khẩu trang như thế này nha các bạn. Mấy người mà không nhớ đeo khẩu trang nha cô ơi. Vui chia sẻ lúc đắng cay, xin hãy cho ta làm ánh lửa sưởi ấm đêm đông giữa lòng người. Rất là nhiều người không mang khẩu trang khi đi chợ này. Xin hãy quên đi bao hận thù phân ly, xin hãy giang tay ta nối lại tình thân. Xin hãy quên đi bao hận thù phân ly, xin hãy giang tay ta nối lại tình thân. Đây người con gái đẹp nè. Cô lấy cái. Cảm ơn nha. Đây có bài bán bánh mì vậy. Bài bánh mì. Đây bánh mì đây. Đeo vô đâu quay cho chết luôn á. Đây. Tôi đeo cho ông quay vô đâu quay mình kêu ông quay cho mua một giữ chén luôn á. Cả chưa rồi. Rồi tôi quay giờ tôi đeo. Đeo ông quay chưa? Bài bản rồi ha. Đúng rồi. Cảm ơn nha. Quay cho ông quay cho không. Ông lên tôi quay tôi chết luôn rồi. Đeo cho trang của trang của rồi y bài á. Đẹp ra rồi. Không được gì đâu, đúng không? Dạ. Xin hãy yêu cây như yêu mảnh đất này, xin hãy yêu hoa như yêu cuộc tình ta, xin hãy yêu sông yêu ruộng đồng bao la. Xin xin hãy yêu mẹ như tình biển bao la, xin hãy yêu em như chính cuộc đời ta. Xin hãy yêu thương cuộc sống này, ngọt bùi chia sẻ lúc đắng cay. Cho mắt lệ đừng rơi, xin hãy quên đi bao hận thù phân ly, xin hãy giang tay ta nối lại tình thân.
ấy yêu thương cuộc sống này, ngọt bùi chia sẻ lúc đã xin hãy cho cố gắng mấy ngày tới đeo khẩu trang nha cho cô. Dạ rồi. Con ra bà bao lâu? Bà đi kiếm chút có nhiều người nhất ăn nha. Xin hãy giang tay nối lại tình thân. Xin hãy quên đi bao hận thù phân ly. Xin hãy giang tay ta nối lại tình thân.